Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-30 nhé. Dòng xe gầm cao 5 chỗ, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 8 tháng 11 của năm 2023, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất, cạnh tranh nhất ở cái thời điểm này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu muốn sở hữu cái dòng xe thuộc phân khúc crossover nhập khẩu thì cực kỳ là hợp lý. Với hai phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Mazda CX-30 2.0 Premium và phiên bản 2.0 Luxury anh em nhé. Thì dòng xe Mazda CX-30 này đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ ở trên thị trường. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Honda HR-V, cạnh tranh với chiếc xe Corolla Cross hay là chiếc xe Kia Seltos và Creta, đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn những cái phiên bản mà phù hợp nhất với anh em nhé. Đầu tiên là em xin chia sẻ với em cái phiên bản Mazda CX-30 2.0 Luxury. Bản này đang có mức giá là 664 triệu. Với cái chính sách ở thời điểm ngày 8 tháng 11 em cập nhật được cho anh em, thì đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 17 triệu và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ lăn cốp. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 770 triệu. Trả góp thì đang là 220 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 761 triệu. Trả góp thì đang là 203 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 748 triệu. Trả góp thì đang là 185 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhá. Hiện tại bên em đang rất là nhiều xe sẵn xe giao ngay với cái phiên bản 2.0 Luxury này, để cho anh em nào mà đang quan tâm cân đối muốn lấy ngay thì hoàn toàn có thể phun tiền là nhận xe luôn anh em ạ. Chính sách giá bán đối với những cái xe sẵn ở đây thì vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản 2.0 Premium. Bản này đang có mức giá là 704 triệu. Với cái chính sách ở thời điểm này thì đại lý bên em cũng đang giảm cực kỳ sâu, vẫn tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ lót cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 817 triệu. Trả góp thì đang là 233 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 808 triệu. Trả góp thì đang là 215 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 794 triệu, trả góp thì đang là 197 triệu. Với cái bản 2.0 Premium này thì bên em cũng đang sẵn một xe màu trắng, một xe màu đỏ để có thể giao luôn cho anh em. Còn các xe màu khác thì anh em sẽ phải ký chờ em nhé. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại trừ trực tiếp tiền mặt, về quà tặng, về bảo hiểm cũng như là tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Mazda CX-30 ở cái thời điểm ngày 8 tháng 11 của năm 2023 rất là chi tiết cụ thể rồi, đúng không ạ? Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhá, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em gửi bảng tính lăn bánh chi tiết để anh em dễ hình dung nhất anh em nhá. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.